Cháu mua miếng thịt ớt nè. Ngon quá. Ngon chưa? Quá ngon các bạn ơi. Chào cả nhà nha, hôm nay mình sẽ làm món đùi gà với cánh gà chiên nha cả nhà. Xăng bột chiên giòn nha. Cái này mình làm sạch ướp với sữa rồi, gia vị rồi. Giờ mình cắt bột ra để mình ướp chiên nha. Đây là bột chiên giòn. Cái này là bột mì đa dụng nha. Cái này là mỡ heo nha cả nhà. Này mình làm bột mì trước nha. Thank you.
cái độ như vậy. Giờ mình chiên xong rồi nha cả nhà, mình bày ra mình ăn nha. Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Nãy giờ như các bạn đã thấy là bà xã mình làm món đùi gà, cánh gà, lăn bột, chiên. Bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng thích cái món này cùng với gia đình của mình ha. Bây giờ mình mời tất cả các bạn nha. Rồi, ăn gì lấy đi. Xin chào cả nhà. Nấu gì chơi nè. Xin chào cả nhà. Ừ, ăn nè. Cách đây. Ăn cái đùi. Bỏ cái đùi nha. Bỏ cái đùi đi. Bỏ cái đùi đi. Ủa, ủa. Ăn đã mới ăn chín lâu rồi. Đó, ăn cánh mình ăn đùi. Rồi, ăn cái cánh đi, anh ăn cánh nha. Chào cả nhà nha. Hôm nay mình ăn đùi gà chiên bột đây. Cả nhà nha. Bóc mình đi cả nhà, bóc ăn nó ngon. Đây, mời tất cả các bạn nha. Rồi, cho mua miếng thịt lớn nè. Ngon quá. Ngon không? Quá không các bạn ơi. Cảm ơn. Cũng ngon hả? Ngon không? Ngon. Tối mà.
Quá ngon luôn. Bye bye. Cắt gà chín đi. Chín được nó chín á. Còn cho bạn nữa đi. Con cắt một khúc ra. Con nạp xương không? Cái thịt không hay gì vậy? Cái thịt nè. Trời ơi. Đó là một câu không? Cái này mẹ thấy người ta luộc. Luộc mẹ ăn nó ngon bằng tươi. Cái bắt đầu thang mắm muối rồi tôi luộc tôi để vô luôn á, đừng luộc chiên nó nhanh lắm. Cái này đi cùng con tỉ. Bây giờ con cũng còn nè. Sao nào có đường nữa này ta? Đây đi. Ăn cái lã đi. Đó. Mấy cậu mà cha mấy cục thịt cậu. Mấy cậu mà thịt sao nghe. Thịt không ấy nè. Đang đói ăn nó ngon chứ hồi đang no rồi. Đúng không? Hết cơm. Có như con cũng ăn cơm rồi. Con cũng ăn cơm. Nó là cơm. Nó là chi sao ăn cơm. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.